chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin được cập nhật dự đoán lịch visa và lịch mở hồ sơ vào tháng 1 năm 2022. Trước khi đi vào nội dung, xin mọi người nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình và nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ những video của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Ký hiệu các diện hồ sơ. Diện F1 là con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ chồng hoặc con nhỏ dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã có gia đình của công dân Mỹ. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Công dân Mỹ là những người đã có quốc tịch Mỹ. Thường trú nhân là những người đã có thẻ xanh, bao gồm thẻ xanh 2 năm hoặc 10 năm. Thời gian chờ phỏng vấn hiện nay, diện F1 là 6 năm 11 tháng. Diện F2A, chữ C, xét hồ sơ đến thời điểm hiện tại. Diện F2B, thời gian chờ là 6 năm 2 tháng. Diện F3, thời gian chờ là 13 năm. Cuối cùng, diện F4 là 14 năm 8 tháng. Sau đây dự đoán lịch visa tháng 1 năm 2022. Lịch dự đoán này được cập nhật hàng tháng bởi các trung tâm di trú tại Hoa Kỳ. Theo visa đại dương xanh, diện F1 tháng 1 năm 2022 sẽ phỏng vấn những hồ sơ tới ngày 15 tháng 12 năm 2014 so với tháng trước tăng 2 tuần. Diện F2A vẫn là chữ C. Diện F2B ngày 8 tháng 10 năm 2015 so với tháng trước tăng 2 tuần. Diện F3 ngày 8 tháng 12 năm 2008 so với tháng trước tăng 2 tuần. Diện F4 ngày 8 tháng 4 năm 2007 so với tháng trước tăng được 2 tuần. Theo visa toàn cầu tháng 1 năm 2022, diện F1 sẽ phỏng vấn những hồ sơ đến ngày 1 tháng 12 năm 2014, đứng yên so với tháng trước. Diện F2A vẫn là chữ C. Diện F2B ngày 22 tháng 9 năm 2015, đứng yên so với tháng trước. Diện F3 ngày 22 tháng 12 năm 2008, tăng 4 tuần so với tháng trước. Diện F4 ngày 15 tháng 4 năm 2007, tăng được 3 tuần so với tháng trước. Theo visa Việt Mỹ tháng 1 năm 2022, diện F1 sẽ phỏng vấn những hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2014, tăng 2 tuần so với tháng trước. Diện F2A vẫn là chữ C. Diện F2B ngày 8 tháng 10 năm 2015 so với tháng trước tăng 2 tuần. Diện F3 ngày 8 tháng 12 năm 2008 so với tháng trước tăng 2 tuần. Diện F4 ngày 8 tháng 4 năm 2007 so với tháng trước tăng được 2 tuần. Sau đây dự đoán lịch mở hồ sơ tháng 1 năm 2022, hay còn gọi theo 6 bước của NVC. Dự đoán này dựa theo 3 trung tâm di trú vừa nêu ở phần trên. Theo visa đại dương xanh vào tháng 1 năm 2022, diện F1 đã mở hồ sơ đến ngày mùng 1 tháng 6 năm 2016, tăng được 2 tuần so với tháng trước. Diện F2A ngày 1 tháng 10 năm 2021, tăng 4 tuần so với tháng trước. Diện F2B ngày 8 tháng 10 năm 2016, tăng 2 tuần so với tháng trước. Diện F3 ngày 22 tháng 8 năm 2009, đứng yên so với tháng trước. Diện F4 ngày 1 tháng 10 năm 2007, đứng yên so với tháng trước. Theo visa toàn cầu, diện F1 đã mở hồ sơ đến ngày 8 tháng 6 năm 2010 so với tháng trước tăng 3 tuần. Diện F2A đã mở hồ sơ đến ngày 1 tháng 10 năm 2021 so với tháng trước tăng được 4 tuần. Diện F2B ngày 15 tháng 10 năm 2016 so với tháng trước tăng 3 tuần. Diện F3 ngày 8 tháng 9 năm 2009 so với tháng trước tăng 2 tuần. Diện F4 ngày 15 tháng 10 năm 2007 so với tháng trước tăng 2 tuần.
Theo Visa Việt Mỹ, tháng 1 năm 2022, diện F1 đã mở những hồ sơ đến ngày 8 tháng 6 năm 2016, so với tháng trước tăng được 3 tuần. Diện F2A, ngày 1 tháng 10 năm 2021 tăng 4 tuần so với tháng trước. Diện F2B, ngày 15 tháng 10 năm 2016 tăng được 3 tuần so với tháng trước. Diện F3, ngày 8 tháng 9 năm 2009 tăng được 2 tuần so với tháng trước. Diện F4, ngày 15 tháng 10 năm 2007 tăng được 2 tuần so với tháng trước. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin các anh chị, cô chú và các bạn hãy like, share, comment và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!